mục tiêu đợt tiến công thứ 3 là hoàn thành nốt những nhiệm vụ đề ra cho đợt 2, tiêu diệt hoàn toàn các điểm cao A1, C1, C2. Hậu cần đã chuẩn bị chu đáo về vũ khí và lương thực, hoàn thiện 6 nòng H6 là vũ khí bất ngờ cho địch. Đường hầm để đặt những bộ phá trên đồi A1 do đội công binh 83 đào từ ngày 20 tháng 4 sắp hoàn thành. Cả 5 đại đoàn chủ lực đã sẵn sàng vào tấn công. Sắp đến giờ rồi, tất cả nằm xuống, quay lưng về phía vụ nổ. Anh em, xông lên! Theo tôi, tiến lên anh em! Xông lên!
Tôi chết rồi phải không? Các cậu từ đâu lên đấy? Bọn tôi đánh từ đây là cụt lên. Cả tháng nay đánh nhau giữ ụ thằng người. Mình hy sinh nhiều lắm. Đi thôi các đồng chí. Rendez-vous, vous devez circuler. Augmentation lancée. Lewdan, tránh đi. Lewdan, tránh ra chỗ khác. Có người bị thương. Cho cứu thương lên đây. Bình, anh có sao không? Không sao.